Hiện nay là nhiều người đến nhờ được Thiên Hải là báo nhiều vụ án, tôi và vợ mới bị mắc nên bà con thông cảm. Bà con thông cảm nên giờ tôi phải giúp dân giúp bằng không có như ngày xưa nữa. Hiện nay nhiều người họ đến, họ nhờ hàng trăm người đến. Bây giờ đây là những chị em công nhân bị đối tượng này lừa đảo, này đối tượng lừa đảo bà con. Đây đối tượng này họ tên gì? Sinh năm mấy? Đối tượng hậu xây dựng phải không? Dạ. Bà con bà đôi chia sẻ với mọi người. Thì chị họ tên gì? Sinh năm mấy? Quê chị đâu? Tạm trú ở Tân Nguyên Bình Dương. Tân Nguyên Bình Dương. Chị bị đối tượng này lừa làm sao? Chị làm gì cho nó? Em làm phụ hồ. Phụ hồ phải không? Chị làm phụ hồ mà đứng ngoài nắng ngoài mưa mà bị đối tượng này lừa. Để bà con quét là bên chia sẻ với tôi, hôm nay tôi làm cũng không như ngày xưa, không có 100% như ngày xưa nữa nghe. Tại vợ mới mắc tôi còn buồn khóc riết ngày nào cũng khóc, bà con thông cảm. Để bà con chia sẻ với mọi người, tôi quá trình người ta nên bây giờ tôi phải Facebook tôi nó mới ấy lại, mới được mở lại hôm qua, nên bà con cô bác cũng chia sẻ giúp giùm mọi người, chia sẻ giúp giùm. Bây giờ nhiều người công nhân bị lừa, bị đối tượng tấn này lừa hầu xây dựng mà lừa dọn nhà bị riết rồi. Các bà con bác lợn chia sẻ giúp giùm bà con. Đó. Bây giờ tôi rất là buồn, rất là đau khổ bà con, đau khổ lắm. Cả nhóm đã bị lừa hết nhiêu, bị đối tượng lừa nhiêu? 40 triệu. À. Anh họ tên gì? Dạ, Nguyễn Hoàng Mến. Sinh năm mấy? 1988. Quê đâu? Dạ, Châu Phú An Giang. Châu Phú An Giang phải không? Rồi anh làm gì cho đối tượng cứng này? Thợ xây phải không? Dạ. Nó lừa anh bao nhiêu ngày tiền công? Dạ, 11 ngày. 11 ngày phải không? Đó bà con, bác thấy đối tượng đâu điện thoại cho Hiệp Thủy Hải 0913785858. Rồi số thổ của anh số mấy? Dạ, 0972 359 635. Các bà con có được chia sẻ giùm mọi người. Mong cộng đồng mạng giúp đỡ công nhân nghèo như tụi. Có cây trắng nhà trọ luôn nè. Các bà con có được đối tượng cứng thì thấy đâu điện thoại cho em đi. Các bà con mới thấy ca tội nghiệp không? Công nhân mà bị nó lừa nè. Đó, bà con bé thấy đối tượng nè. Số thổ của chị số mấy đọc lên cơ? 081 5225778. Đó, bà con có được chia sẻ giùm mọi người. Các bà con cô bác làm ơn chia sẻ giùm mà mọi người. Chia sẻ giùm ha. Đó, bây giờ đối tượng lừa đảo hầu xây dựng mà dọn nhà trọ. Nó còn hăm dọa sao nữa? Nó là muốn cái gì bây giờ tiền nó không trả, bây giờ muốn gì kiếm chủ nhà, bây giờ muốn gì xuống công an kiếm nó. Đó, bà con cô chia sẻ giùm mọi người. Bà con cô bác lại chia sẻ chị anh cả chục người công nhân đến nhập chuyện nãy. Đó, đâu quá chừng nè. Đó. Bà con bé rồi chia sẻ giùm giờ tôi rồi còn công việc nhà này, hiện giờ tôi vừa làm cha vừa làm mẹ. Tôi phải giúp cho người dân ha. Giúp cho người dân, bà con bé rồi chia sẻ giúp giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giùm tôi, hiện giờ tôi cũng quá là vất vả. Giờ tôi không còn rảnh thời gian. Sáng đưa con đi học, trưa đưa con về, đầu giờ đưa đi học, chiều đưa về, rồi tối đưa đi học thêm nữa. Bà con bé rồi chia sẻ giùm mọi người, vợ mới mắc nên tôi không làm như ngày xưa. Bà con cũng thông cảm ha. Bà con thông cảm cả chục người bị đối tượng nó lừa ha. Bà con thấy đối tượng đâu điện thoại thì Hiệp Thủy Hải 0913785858. Bà con cô bác là bên kia sẽ giùm bà coi. Con chị họ tên gì? Dạ con Nguyễn Thị Kim Thịnh. Sinh năm mấy? Dạ 1994. Quê đâu? Dạ quê An Giang. Quê An Giang phải không? Chị bị đối tượng này lừa hết nhiêu tiền? Là dạ. Bút lộn số động hết nhiêu tiền? Dạ 13 ngày công, hai chồng. Hai chồng phải không? Hai chồng là 26 ngày công. Là 7 triệu mấy. 7 triệu mấy đó bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giùm nha. Mọi người lại chia sẻ giùm tôi. Bây giờ tôi vợ mới mất cũng không có làm như ngày xưa. Bà con làm ơn có điện thoại cho Hiệp sĩ Vinh Hải 0913785858. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Bây giờ tôi rất là đau khổ, rất là buồn. Rất là buồn. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người thầy hay tội ghê. Số thổ của chị số mấy đọc lên lớn được không? Dạ 0878994716. Bà con thấy đó cự đầu điện thoại cho mấy chị em này giùm nghe. Tôi giờ tôi cũng lo công việc nhà nữa. Bà con mới lại chia sẻ giúp giùm mọi người. Bà con mới lại chia sẻ giúp giùm. Bà con mới lại chia sẻ giùm bà con. Chia sẻ giùm tôi. Bà con mới chia sẻ giùm tôi bà con. Chia sẻ giùm tôi ha. Đó.
bà con làm ơn đi quá chừng người giờ tôi đâu có còn ấy đâu mãi đâu còn mà tinh thần nào mà làm ở nhà mà không có phải có một người vợ để giúp cho tôi để tôi có con tinh thần tôi làm bây giờ nhiều người đó bà con thấy không rất là đau khổ những người đau khổ lắm đó là đau khổ thôi rồi mấy chị về đây rồi tôi có tôi giúp cho ha rồi 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 đó bà con thấy đó từ đầu điện thoại hiệp sĩ nãy 0913785858 em cũng rất cảm ơn cộng đồng mạng chia sẻ giùm cho tụi em rồi. Cộng đồng mạng chia sẻ giùm bà con chia sẻ giùm rồi cảm ơn mấy chị hay chị về đi bà con cũng bán loại chia sẻ rồi vụ gì trao đổi xe rồi rồi này là làm đây luôn rồi bà con bán làm ơn giúp giùm em họ tên gì dạ Bùi Văn Công sinh năm mấy 1992 quê đâu quê Tân Bình Nghiệp Hậu Giang là em bị gì nói nghe coi trao đổi xe mà trên mạng với, không dạ trên mạng với tờ nè, xe giả có như là mua bán gì xe cũ ra công chứng bà con hiện nay với tờ giả nhiều lắm ha bà con bán loại chia sẻ giùm ha đối tượng tên đây đối tượng họ tên gì Phạm Minh Quang sinh năm 1999 Bến Cát Bình Dương thấy đấy cỡ đâu điện thoại địa hệ sĩ Bình Hải 0913785858 còn số thổ của em số mấy đọc lên coi 0376476754 tình công ạ bà con bá lợi chia sẻ giùm bà con tôi nay tôi không làm ngày xưa nữa ha bà con bá lợi chia sẻ giùm mọi người hãy chia sẻ ha dạ có ai thấy đối tượng Phạm Minh Quang chạy chiếc Winner hiệu Gibson là bản số là 21954 bản số 65 Cần Thơ ạ đó là câu bá lợi chia sẻ giùm mọi người mọi người chia sẻ giùm thấy đấy cỡ đầu điện thoại hiệp sĩ nãy 0913785858 còn và... Phạm Minh Quang nếu mà em có thấy clip này của anh Nguyễn Thanh Hải thì em xuống trao đổi xe lại cho anh số điện thoại của em đọc lên là số điện thoại của anh là 0376476754 anh em mình còn thương lượng để khỏi mà em phải ăn cơm về nước nha rồi đó bà con lại chia sẻ giùm rồi con thấy đây cỡ đầu điện thoại hiệp sĩ nãy 0913785858 bà con chia sẻ giùm cảm ơn mọi người chia sẻ giùm ha đó rồi đây giùm rồi đây về đi rồi đây ký giấy chưa rồi đây rồi đây cái đội của anh Hải giác cháu nó là cháu nó cũng không có thuộc cái dạng tham tiền nó chỉ là nó cái trốn tránh cái giới tính thôi là nó bị gì thôi bị tâm lý thôi cũng sợ nó là sợ cái nghĩ quẩn thôi chứ còn ví dụ cháu nó không có tham tiền bởi nó sợ không có bị gạt giờ đi là nó không có lấy gì hết xe nó bỏ lại xe nó để lại luôn nhưng mà nó mà dẫn bỏ lại hết để là nó lấy chỉ dùng cần thiết của nó cần thiết thôi nó là rất ngoan đứa trẻ rất ngoan luôn vậy là gia đình mình đang nghi ngờ là bé giới tính có giới tính thứ ba dạ. Có trường hợp có lạ nó nói luôn mà mình gia đình biết nhưng mà nó giấu nó trốn có trường hợp có trường hợp các anh em ở hiệp sĩ Bình Dương đã phải giải cứu một trường hợp là bỏ nhà đi trốn nhà đi vì giới tính thứ ba 6 tháng trời đang sống trong một chung một khu phòng trọ ở tại Di An Bình Dương và người thì tại các anh em đi trong cái lúc cháu đi là cháu sống ở chỉ là nhờ camera sớm là đường gì là ra tới đầu hẻm là mất tích là nếu con anh chị là phản hồi về cho gia đình hoặc phản hồi cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương mà báo tin mà bây giờ con rõ ràng con giới tính thứ ba mà con muốn yêu một người bạn cùng giới thì gia đình mình hoàn toàn có chấp nhận hết đã biết rồi nói trước nhưng mà tại vì nó mặc cảm với sớm viền đồ này kia vậy thôi chứ gia đình là biết hết rồi nói chung là bây giờ cho phép tự lựa chọn gia đình không ngăn cản ha. Nếu mà cháu con mà thấy được video này thì chỉ nhắn tin về hoặc điện về nó con bình an là cha mẹ là vui rồi giờ không cần phải làm lại cuộc đời con đừng có suy nghĩ gì hết trơn rồi có giờ con chú anh chị có nghe gửi lời nhắn gì tới bà con cô bác không dạ thì đến đây tôi giờ có nhắn tới mong cộng đồng mạng giúp chia sẻ cho tôi gặp tìm cháu lại ở đâu? Đoàn tụ với gia đình gặp cháu ở đâu đó xin nhờ điện về cho anh Hải số điện thoại của anh Hải và số điện thoại của gia đình số điện thoại tôi là 0975366173 chị đọc chậm lại dạ đọc chậm lại số điện thoại của tôi là 0975366173
con phải loại chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ giùm. Con có bác chia sẻ giùm với cái hai đó dặn chị là đọc số hội cho nên mà ai mà điện cho chị mà kêu chuyển khoản cái tiền này kia mà không có chuyển. Ủa còn chị Du gì? À, chờ chờ chú đi ha, chờ. Không thấy thì chụp hình người nhìn qua gửi tiền không chuyển nha. Có gì điện thoại cho số hội Quân Hải anh em chứ chỉ cho chị. Dạ, dẫn tư vấn cho. Dạ. Đã cuối video xin kính chúc anh chị cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Hy vọng trong một vài ngày sắp tới thì con của anh chị sớm phản hồi được cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương hoặc cho anh chị để biết báo tin rõ ràng ha. Tôi rất cảm ơn đội chỉ của anh Hải. Rồi xin chào. Chân thành cảm ơn. Xin chào anh chị. Để đặc biệt là giúp giùm không tiền bạc hết nha. Ai mà giả lừa rồi là nó câu lính anh Hải chuyển khoản chuyển tiền là không có chuyển nha. Hiện nay là nó giả danh tôi để lấy tiền dân. Nên bà con bắt đầu chia sẻ giúp giùm ha. Ở đây tôi làm giúp dân, không đi chùa thì thiện, không lấy tiền của ai hết ha. Ví dụ cô đi bắt cướp ngoài đường lại chụp hình chung nó lính anh Hải này kia rồi nó mạo danh lấy tiền này kia thì tôi không đồng ý nha. Đây là anh hiệp sĩ Hải là giúp dân giúp tình người ha. Rồi cảm ơn mọi người, cảm ơn. Rồi, đi rồi. Đây, rồi. Rồi rồi. Có ghi chưa? Ghi cắt vô, cắt vô. Cắt vô nha. Rồi. À, con bác đi rồi, nhiều người họ đến nhờ. Bây giờ tôi cũng rất là ấy. Bác nghe điện thoại đi. Rồi rồi. Còn cái này anh Hải sẽ chìm khổ quá. Thôi rồi, rồi nữa, chờ chờ. Này cầm đi, bà con bây giờ chia sẻ giúp giùm. Em đi một mình hả? Chìm. Nhiều tuổi rồi. À, con khóc nữa, khóc hồi sáng giờ rồi. Cảm ơn. Khóc là nói không có được đó. Khóc tiếc luôn. Mình để từ. Cái gì vậy nữa? Chú ơi, cái nhầm cái bác phải rửa hình luôn để chị đi. Đi rửa hình, đi rửa hình. Có bằng chứng rửa hình đó. Ở chỗ nào chị với mình chạy đó? Mỗi mấy người đó ta đi rồi. Hình cầm hai tay luôn. Cầm sát người xưa. Rồi xin chào em. Em hôm nay ở đây thì anh nhìn thấy khóc từ sáng giờ rồi. Nhưng mà rất tiếc là anh em rất nhiều việc và anh chưa có thể là làm việc tiếp cận phải từng người một, chứ không có thể mà làm việc theo cách lộn xộn được. Ai tới trước thì làm trước, cố gắng thông cảm ha. Rồi. À, xin phép em cho anh hỏi em họ tên là gì và hiện nay em đang sinh sống tại đâu? Em Trần Thị Đớt, em hương sống ở Bình Đức, Bình Hòa, Tỉnh An, Bình Dương. Rồi, hôm nay em cầm tấm hình này hình người con gái. Con gái em đi làm 5:20 là em đi làm tới tối 8-9 giờ em mới về. Mà bé nghe là ngon tiếng ngọt người ta bé bỏ nhà đi bây giờ á. Em mà nhờ anh Hải với cộng đồng mạng tìm giùm giúp bé giùm em. Tới lúc mà bé nhắn tin cho chị Hai nó gõ đình chị á là nó đi gần tới Hà Nội rồi. Cái là bé lớn em mới hỏi mày đi đâu, mày có nói với mẹ không? Nó nói không, nó nói tới chỗ thì nó điện cho. Rồi sáng thì nó nhắn tin cho em, là nó nói con tới chỗ thì con điện cho mẹ. Mà tới em điện liên lạc nó là bé không có được. Rồi ai cũng nhắn tin, nó cũng trả lời có một tin nhắn như vậy, con tới chỗ con điện cho cha. Mẹ nội ngoại rồi ai cũng điện mà điện không chắc là nó cũng ghép một tin nhắn đó thôi. Rồi em cho anh hỏi này, con gái em họ tên là gì và năm nay bao nhiêu tuổi? Con gái em Phạm Thị Thảo Ly, năm 2009. Ồ, 2009, dạ. Mới có 13 tuổi. Dạ, 13 tuổi. Nhỏ, con của em còn học không? Dạ, nó nghỉ học mấy tháng thôi. Mới nghỉ học lên hả? Dạ. Bé ở nhà thì biểu hiện bé trước khi mất tích như thế này có bình thường không? Dạ, cũng bình thường. Bé không có biểu hiện gì? Ở nhà em kêu ở nhà thôi nấu cơm nấu nước cho mẹ ăn thôi, không có đi đâu hết trơn. Nó dài dài tới lúc mà em đi làm về thì nó cũng quần áo nó đi nè, em cũng không hay. Bé dưới 13 tuổi, tuổi đời còn rất nhỏ, chưa có hiểu biết được ngoài đời và ngoài xã hội bây giờ muôn vàn cái phức tạp. Em đã tìm kiếm con em ở đâu rồi? Nó điện bạn bè nó thì nó nhắn tin cho em, nó nói cô ơi Thảo Ly nó bị người ta dụ đi tới gần tới Hà Nội rồi. Ở đâu lúc mà điện liên lạc với nó là không được, nó có ghép tin nhắn không mà nó chồng con tới chỗ con điện cho mẹ thôi chứ không điện được, không liên lạc thì qua số điện thoại gì được hết. Hiện nay là không liên lạc. Dạ. Con em đem đi trước khi đi bỏ đi này đem những cái gì
đem quần áo rồi ném phẩm em mua cho nó đem đi hết. Cái lúc mà nó đi á thì nó nhắn tin cho chị Hai, nó xin tiền chị Hai, nó chị Hai nói chị Hai với vừa chị Hai không có gỡ tiền lên được. Cái nói mày gì mà còn nhỏ tuổi mày đi đâu làm, nói bà nhà mẹ nấu cơm nấu nước cho mẹ ăn, mẹ đi làm rồi tối là chín mấy chín giờ con bé em điện nó mẹ ơi Thảo Ly nó lấy con ngáo nó đi đâu mất tiêu rồi, là không có liên lạc, người nhà không có liên lạc thì được bé. Hiện nay em đã trình báo cơ quan công an chưa? Báo em nói với địa phương kêu mấy tại vì em chưa làm vấn đề vấn chú cho nó được. Chưa thì mình cũng phải báo chứ, mà vì cái tình trạng con của mình quá nhỏ, dưới tuổi thành niên, bỏ đi như thế này chưa biết đi đâu gì. Trình báo này hy vọng là cơ quan công an là biết thông tin hoặc là có thể là vào cuộc để làm rõ cái vụ việc con em đi đâu. Con của em trước khi bỏ đi như thế này có liên hệ, có chơi bời bạn bè gì không? Thì bạn bè nó cũng quê lên, nó gọi đi chơi chung, rồi nó mới nhắn tin cho chị Hai nữa không à, quên nhắn tin cho em. Tới ba em mới điện nó, mẹ ơi, đâu liên nghe người ta, nó đi gần tới Hà Nội, nó gỡ đình chỉ cho con. Rồi mà con điện cho nó là nó bắt máy, nó gỡ tin nhắn có câu như mẹ thôi. Em đang sợ nhất điều gì về hiện nay con gái em báo tin là đang trên đường sang Hà Nội? Em sợ người ta dụ, người ta bán nó thôi, chứ em không có sợ gì hết á. Sợ nhà đình nghèo khổ rồi bán không mà em có tiền mà chuộc con cái về. Có rất nhiều các trường hợp ra Hà Nội là chúng đưa sang Móng Cái hoặc đưa ra đường Lạng Sơn để sang Trung Quốc. Giang đó vô vàn khó khăn và có thể là không có cơ hội được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Anh đã từng biết một cái thông tin là có một người bị lừa đảo dụ dỗ sang đến giờ phút này bán sang Trung Quốc 20 năm còn không biết đường mà về. Hiện nay nói tiếng Trung Quốc không nói được, nên không nói được thì không biết vùng nào, nên các anh em này không có cách nào để giải cứu về được. Và nó rất khó khăn mà chi phí rất tốn kém từ đây sang đó, mà nhất là qua bên Trung Quốc, qua bên cửa biên bây giờ thì sang người Việt mình nhà sang đó giờ rất khó khăn vì hiện nay đang dịch bệnh. Trong cái video này em hy vọng mà em hãy chia sẻ rõ và thẳng thắn, nếu con gái em vừa rồi trước khi bỏ đi mà có lỗi lầm gì đó hoặc có xích mích gì hoặc là em có làm cho bé buồn thì bé xem được video này thì bé hãy suy nghĩ lại và tìm mọi phương án, tìm cách để liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thế Ngài hoặc cho em, cho gia đình để các anh em đấy tìm mọi cách để cứu giúp con em trở về nhà. Nói đi em. Em mong người cộng đồng mạng chia sẻ giúp em, và gặp bé ở đâu xin liên hệ với anh Hải giùm cho mẹ mà về với gia đình và đoàn tụ trong nhà. Chứ những lỗi lầm cái gì là mẹ bỏ qua hết, chứ mẹ không có là dạy con. Lỡ con nghe là ngon tiếng ngọt của người ta, người ta dụ quán con rồi tiền đâu mẹ chuộc con về. Em mong như vậy cộng đồng mạng chia sẻ giúp em. Tuổi đời còn rất trẻ, rất nhỏ. Các bé từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là đa số bị bán, bị lừa đảo, dụ dỗ vào các quán cà phê, karaoke ôm hoặc mọi hình thức khác. Còn một phần rất nhỏ là bị bán sang nước ngoài. Rất mong trong những video anh em đăng tải chia sẻ rất nhiều, rất rộng rãi này, hy vọng được sự quan tâm, đồng hành cùng cô chú, anh chị và các bạn để chia sẻ lan tỏa nhiều hơn nữa. Thì hy vọng là các người cha, các người mẹ không phải mỏi mòn tìm con trong đẫm nước mắt như thế này. Trong những ngày vừa qua thì em đã tìm con em ở đâu rồi? Em tìm liên hệ bạn bè ở Bình Hòa, chỗ nó đi chơi quen biết rồi em kiếm hết luôn rồi. Tới lúc mà nó gỡ định vị cho chị Hai nói với bạn nó là mới nhắn tin qua cho em, nói cô ơi Thảo Ly bị người ta dụ đi gần tới Hà Nội rồi. Tới lúc mà nó gỡ định vị á thì bên kia nó kêu mày điện gì cho mẹ coi, là cắt cái điện thoại luôn, chỉ là có nhắn tin thôi. Nói con đi tới chỗ con điện về cho mẹ. Em mới nói con có 13 tuổi nè, con đi ra ngoài con làm cái gì, không có giấy tờ gì hết. Ở nhà nấu cơm cho mẹ ăn, này mẹ đi làm về là mẹ con ngủ quẩn bên nhau là được rồi. Mà tại sao mà con không nghe lời mẹ, mà con nghe lời ngon tiếng ngọt của người ta đi làm cái gì. Thì em nói mà khóc em hết nước mắt luôn mà. Cháu cũng vậy. Đến giờ phút này thì chắc chắn là bé đang bị khống chế. Sử dụng điện thoại bé không thể sử dụng được một cách linh hoạt giống như ở nhà. Và trước khi đi rất nhiều các trường hợp bị dụ dỗ, em đi khi nào tới nơi thì anh cho em điện về nhà. Nhưng khi tới nơi hoặc là không tới nơi, chưa tới điểm dừng chân thì chúng tìm đủ mọi phương án là không cho dùng điện thoại, tịch thu hết toàn bộ. Mục đích chính là cắt đứt quan hệ để khống chế, bắt giữ, nhốt, mua chuộc. Sáng hồi sáng 6:30 có nhắn tin cho em,
như kia là có một câu tin nhắn thì nhắn hết gia đình luôn. Thế là con bé em mới điện, em mới nhắn tin là cho bé thì bé nhận mà bé không trả lời tin. Mà gọi điện thì ông bắt máy. Em còn điều gì muốn chia sẻ nữa không? Em luôn mong là cộng đồng mạng chia sẻ giúp em tìm được bé về gia đình cùng xung hợp gia đình và ông bà cha mẹ. Em không có cầu mong gì, yêu cầu con an toàn là về là được rồi, cho mẹ mừng rồi. Chào quý anh chị bà con, thì anh em cũng xin kết thúc video ở đây. Thì bà con thấy con của chị ở đâu thì mong chia sẻ qua liên hệ cho bà chị Nguyễn Hải là 0913 785858. Xin chào quý anh chị bà con. Rồi chị đi vô đây, chị đi vô đây. Con mới thấy rõ lên. Mấy rồi. Mấy rồi. Ồ, ừ. Ủa, mấy anh đậu nãy rồi. Cái hình đó. Đi làm đây. Chị nào cho tôi. Cái thằng một, cái thằng mà dụ bé to con ngoài nhà này đang bộ lực ở điện thì bây giờ mình phải chỗ khác. Vậy? Gọi gọi chỗ khác, gọi con cà phê ngoài kia. Mấy con định ngoài kia có định vị không ta? Có định vị. Có hẹn chưa? Nó đang hẹn này nè, nó hẹn gửi định vị cho nó này, cho xe này. Ở vô chỗ khác đi. Bây giờ anh chạy ở đâu đi? Nè, lại đây học đâu một, chị gửi lại đây, tôi đi học đâu một phải không? Mấy cà phê đồng hồ đó đi lật lại. Quán cà phê Thủ Dầu Một. Ra đó đứng gửi cho nó xong rồi gửi về đây cho anh em. Nha. Quán cà phê để biết đại học không mẫu không? Biết không? Ra đây nha, ra ngã tư Chợ Đình nha. Xin qua bên cái đường. Ra ngã tư là điện thoại đâu chú? Điện thoại đâu chú? Điện thoại. Cái đây nghe chú nghe đây, nói chuyện đây, chị nghe đây nói chuyện đi. Vô hai chồng đi. Hai chồng vô đây. Hai chồng đây vậy chị. Alo. Dì ơi, chưa một tấm hình lại như vậy. Nghe. Dạ đúng rồi. Nói đi. Không có tấm hình nào rõ không? Anh chị từ đâu lên? Đó rồi, anh chị ở đâu lên? Ở Cần Thơ. Lên đây hồi từ mấy giờ? Lên từ chuyện ra đi tối rồi. Bây giờ mà anh chị không dám mua nhà đâu. Anh chị ở từ xa lên đây thì giờ thôi là để chia sẻ cho bà con ta biết, để mà thấy bé ở đâu á, bé là chỉ cho mình chuyện dắt bé về nhà. Dạ. Bây giờ chị chia sẻ thật tình đó. Xin chào quý chị bà con cô bác. Hôm nay anh chị từ gửi đến miền Tây, miền quê có bên đây để tìm bác sĩ Nguyễn Hải ở thành phố. Dạ, bé tìm con gái. Chị chia sẻ là cho bà con không biết. Đây là con gái của cô. Cô chia sẻ cho bà con cho biết ha. Gái cô họ tên gì? Dạ, Phan Thị Trúc Ly ạ. Sinh năm mấy? Sinh ngày 25 tháng 9 năm 2007. Rồi bỏ biên từ ngày nào giờ nào, đặc điểm làm sao, ở nhà biểu hiện làm sao, cô nói rõ ràng cho bà con biết, cho cô bác biết. Dạ. Bé đi với người lạ vào lúc mà 6 giờ 20 ngày 18 tây tháng 10 năm 2022. Dạ. Đến Hà Nội sao đi được? Tại vì tôi là mẹ mà tôi đi làm đông lạnh á, 3, 4 giờ và 10 là tôi đã vô công ty rồi, thành ra tôi không có đâu biết. Tới chị gia đình báo thì tại vì gia đình hai vợ chồng có chạy lên trình báo với công an chính quyền địa phương á, người ta cũng nói là chưa có tìm kiếm được. Chi tiết đi bé đi á thì có người lạ vô có nhà rước đường á, thành ra công an người ta nói là không có hành hung gì hết, thành ra khó chi lòng khó kiếm bé. Giờ xin phép chị có thể cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ câu chuyện anh chị từ đâu đi tới. Dạ, hai vợ chồng em là ở Cần Thơ. Từ Cần Thơ dạ. Đang cư trú ở Phú Thuận 1, Phú Thuận Cần Thơ. Dạ. Dạ. Vậy anh chị chia sẻ cái câu chuyện là con gái của anh chị có bao nhiêu năm, bao nhiêu hôm nay bao nhiêu tuổi? Dạ. Con của em là sinh ngày 25 tháng 9 năm 2007. Dạ. Tên Phan Thị Trúc Ly. Để bỏ nhà như thế trước khi bỏ thì có tình trạng bé như thế nào vụ việc? Tại vì trước khi đó là bé có gia trạm giao thông á, tại vì đứa em cách đó khoảng 2 tuần bé có cọ quẹt á, anh kia cọ quẹt bé rồi về tôi là mẹ thì tôi có la bé, tại vì tôi nói bé chưa có đủ tuổi mà tôi la không cho bé có xe gắn máy đi rước em, tôi có la bé thì nói là bé xe đạp.
rồi trong khi như sự việc xảy ra như vậy rồi tôi có la bé, rồi sau khi đó là cỡ 5 ngày sau hoặc 6 ngày đó tôi nhớ không có, bé mới nói là mẹ ơi có mạng xã hội gì đó nó đăng lên đó là đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh á, tuyển việc làm gì đó là khoảng 28 triệu. Tôi mới nói với bé là trời ơi con ơi, mẹ đi làm trong lạnh cực khổ mà một tháng đứng từ 4-5 giờ sáng tới 4-5 giờ chiều mà một tháng có 5-6 triệu bạc thôi, còn giám đốc người ta đó là đủ bằng cấp mà người ta làm chỉ có 10 triệu thôi chứ được 20 triệu luôn nữa, làm sao mà con không có cái gì hết, con chỉ học hết lớp 9 làm sao mà con đi làm được như vậy. Coi tôi cứ giải thích cho bé nghe rõ ràng là những cái trường hợp buôn bán người phụ nữ trẻ em đâu đó mại dâm đồ hết, xong rồi bé không có trả lời gì hết, bé làm thinh nè, không có trả lời đi trả lời lại với tôi hết. Rồi cái vụ việc này trải thực sự xảy ra là ở khoảng 6 ngày là xảy ra là bé có người lạ chạy vô rước. Gia đình mình có phát hiện cái thông tin mà người lạ nó đi xe thì vào Nam hay nữ không? Tại vì ở sau lưng cái quân đội Việt Nam á, là cái hẻm của nhà tôi là nó vắng, nó cách đường lộ vô vắng lắm. Cái giờ đó là người mấy người đi làm đông lạnh nó đi hết rồi, chỉ còn mấy người già ở nhà thôi. Vậy người ta chạy xe Honda. Chạy xe Honda. Mà cái xe gì mà cái đứt nhỏng nhỏng chi chi màu đỏ nghe sấm rền nó như vậy thôi. Biển số mấy chị? Có biển số không? Không ai biết. Không có biết. Cao cao. Đứng cao cao thôi. Đó. Rồi bắt đầu là tôi hai vợ chồng tôi tìm con, tôi chỉ hỏi vòng vòng sấm rền có 1-2 người biết thôi. Tại vì cái giờ đó là mới 6:20 sáng mà. Là quá sớm đi, trời mới mờ mờ thôi. Vậy là trước khi bé bỏ đi đến nhà bé còn học không? Bé đã nghỉ học rồi, năm nay tôi đã cho bé nghỉ rồi. Rồi chia biển số và đọc biển số đi. 3-7-8-2-3-4-2. Cái xe này cũng dễ cất, dễ nhận diện, cái mâm màu trắng. Dạ. Thu xe thu máy, đọc lên. Dạ. Thu xe này còn đi thu máy. Không có thấy rõ, thành ra là chỉ thấy mờ mờ vậy thôi. 37 nghĩa em. 37M1 à, bao nhiêu đó? Dạ. Đọc to lên. 37M1823. Rồi tới chừng cỡ khoảng 11, 12 giờ trưa gì đó, chồng tôi mới phát hiện. Tại vì chồng tôi đưa rước thằng nhỏ đi học xong rồi là cái mùng nó không có dắt lên. Chồng tôi nói là con bé nó ngủ trong mùng không à. Thôi để con nó ngủ, tới chừng nó cơm nước xong á, nó kêu là con ơi thức dậy thì vợ mình thấy không thấy con bé nữa. Rồi mới điện cho tôi là tôi trong công ty, tôi mới xin tổ trưởng làm chạy gì. Hai vợ chồng tôi mới chạy liền lên đồn công an gần nhất khu vực, báo cho những anh công an là có ghi hồ sơ là bé đã mất tích như vậy, đi với người lạ như vậy đó. Rồi mấy anh công an nói là tôi ghi thì ghi cho chị vậy, nhưng mà cái tình tiết là nó không có là không có quánh đập con chị, một hai nữa là không có lôi kéo gì lên xe hết, tự con chị lấy bọc quần áo đồ có 2 bộ đồ thôi màu đen đó, đi lên xe người ta ngồi rồi người ta chạy đi, chứ không phải là cái tình huống gì hết, là tụi tôi không có chỉ là tiếp chị thôi chứ không có như là không có giải quyết được. Dạ không có làm cái gì mà truy bắt được người này, tại vì không có cái bằng chứng gì hết, trong khi là vợ chồng tôi cũng nói là y gan cái tình tiết vậy luôn, tại vì mình không có cái gì để mà mình làm biết cái người đó được. Dạ cái tình tiết nó là như vậy. Dạ, bữa nay là đã 4 ngày tròn rồi không có liên lạc được với bé gì hết. Rất mong cô chú anh chị phát hiện được cái xe sơ chia mà biển số mang trên thì hãy báo tin về cho chị Minh Hải Bình Dương xem cái số xe nó nằm ở đâu và biển số xe thường nằm ở đâu, thì anh em đây tìm cách để truy tìm, có thể là tìm kiếm thông tin của bé để đưa bé trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Hiện nay gia đình của nó là từ miền Tây về đây, một tỉnh rất xa, vô cùng đau khổ. Dạ. Cách ngày sáng ngày hôm qua là bé nó tự nhiên bé nó nhập Zalo về cho tôi, là bé tôi hai vợ chồng tôi cứ thức suốt đêm ngày luôn không ngăn ngủ gì hết, chờ bé điện về, bé điện về không bằng số điện thoại của bé mà điện bằng cái Zalo mà, xong rồi bé nói là mẹ ơi con đã có việc làm rồi, con ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà con đi bán tiếp một quán phở của người ta chỉ chạy bàn rửa chén thôi, lương tháng con có 7 triệu thôi, bé nói như vậy. Rồi tôi mới nói là trời ơi, con biết cái quán đó là nó ở đâu không con? Là cái tiệm gì, cái tên gì ha? Con nói cho mẹ biết đi, đừng mẹ yên tâm.
tại vì tôi nói với bé như vậy cho bé nói ra cái địa chỉ đó, nhưng mà bé cứ im lặng, mà tôi thấy cái mặt con tôi ốm dữ lắm, ốm mà ốm thỏ luôn, mà trong khi có 4 ngày thôi. Bé không có khóc nhưng mà cái mặt ốm dữ lắm. Rồi cái bé nói gì nè, thôi đi con tắt máy đây, mẹ có điện cho con nữa. Con rồi bắt đầu tôi cứ canh thì thôi hoài luôn, canh ngày canh đêm mà không có thấy tin nhắn là điện gì được hết, Facebook gì cũng không có làm được gì hết, là không có liên lạc được với con tôi một cái gì hết. Có thể điều một điều không tốt đối với bé. Xung quanh gì à? Bởi vì chúng tôi nhờ không có tìm kiếm đâu được, vợ chúng tôi chỉ tìm qua cái đội của anh Hải này có kiếm được con, nhờ mai kiếm được con chúng tôi không. Giờ tôi đã tìm hết bạn bè học mà không có thấy liên lạc, không hỏi gì được hết. Bé chắc chắn tuổi đời còn rất nhỏ này, không bao giờ đi phụ trong quan các quan phẩm để cho bác thì kén. Mà lúc bé ra đi là trong mình không có đồng bạc nào hết, không có nữ trang đeo, và bé cũng không có, mà chỉ có một cái điện thoại di động thôi mà liên hệ với không liên lạc được, tới bây giờ chỉ một cái nhắn duy nhất thôi. Dạ. Không có đem giấy chứng minh giấy tờ gì liên quan của bé theo được hết. Dạ, bé chỉ đi cái thân của một mình thôi, chỉ có 2 bộ đồ thôi, bé lấy có 2 bộ đồ thôi. Chị mong muốn nhất điều gì về cái cuộc tìm kiếm này? Dạ, tôi mong muốn là tìm được con gái tôi về. Dạ, về với gia đình con. Chị hãy nói chuyện thẳng thắn lên đây, tìm con gái. Hy vọng con gái chị nếu thực sự mà đi rửa bát, rửa chén trong một quán phở, hoặc dạ, đang đi bán karaoke, hoặc đi lại phục vụ của quán cà phê ôm, hoặc ở đâu đó thì xem video này, hãy cố gắng tìm được một cách để liên hệ với cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải. Dạ, con ơi, con tìm mọi cách với liên hệ với gia đình hoặc là đội hiệp sĩ Nguyễn Hải đặng để đưa con về nhà. Dạ, con không có biết cái gì hết trơn mà rửa chén bát gì. Rất nhiều các bé tuổi đời rất nhỏ bị dụ dỗ, bị người ta dụ dỗ. Dạ, vì vậy em đi được không có cơ hội trở về. Dạ, dù dỗ bằng tình yêu, dù dỗ bằng tiền. Bằng tình yêu thì chúng yêu, chúng quen nhau, rồi một thời gian là chúng tìm cách cung bán để kiếm tiền. Đó, nhưng đó là xảy ra phổ biến nhất hiện nay. Dạ, gia đình chúng tôi cũng mong là tìm được cháu qua dạy gia đình. Dạ, thưa sau này tôi không có la dạy cháu với điều gì hết, khi mong cháu qua dạy với gia đình thôi. Tôi không mong điều gì hết. Cuối dạ, video này thì chị gửi dạ, lời tới bà con cô bác vậy á. Dạ, thì mong một cô bác gặp bé ở đâu liên hệ số hiệu sĩ Nguyễn Hải 0913 785858, hoặc liên hệ với người nhà. Thì bà con chia sẻ clip này ra rộng ra. Cảm ơn quý anh chị, bà con, cô bác. Anh em xin kết thúc video ở đây. Dạ, đây nè. Bà con, cô bác hiện nay vừa cao đến đông, người nào đến trước làm trước, chứ đừng hối nãy giờ tôi cũng không có làm được gì hết. Người nào đến trước làm trước, tâm trời sáng mơ giờ. Bà con cũng thông cảm, cũng ráng chừng ngồi chờ gì giờ. Dạ, bây giờ tôi đâu có rảnh mà giờ không phân bì, đúng không? Nếu không hối loạn. Bây giờ hỗn loạn, giờ người đến trước làm trước, mình phải lịch sự chứ bây giờ. Cứ đang làm cái hối thì chưa hối đâu được. Việc này cũng hối được, phải hết sức bình tĩnh. Tôi phải ok người nào đến trước, hiểu không? Tôi làm sáng mơ giờ 7 giờ, sáng mơ giờ mệt lắm rồi, rất là mệt. Bà con cũng thông cảm. Tôi làm sáng mơ giờ, tại vì bà con cũng không phải ai đến đây cũng giúp đỡ, để giúp bằng cành người, không có tốn đồng bạc đó, nó thẳng với bà con bác vậy, không có tốn đồng bạc, đến hiệp sĩ Nguyễn Hải là không một tốn đồng bạc hết, ha, đó thì nói mọi người vậy, chứ mọi người cứ đến đây rồi người đến trước, người đến sau, người đến sau rồi làm trước làm sao, bà con thông cảm, cô rắc bây giờ tôi đầu có bị tép rồi, vợ mới mất, tôi không có làm gì mà 100% như ngày xưa nữa, bà con có thông cảm, bà con thông cảm ha. Đó, thầy nói bây giờ thôi, tôi bây giờ chuẩn bị vô làm việc giúp người dân ha. Đó, bây giờ nhiều người nên bà con cũng thông cảm ha. Bà con thông cảm, cảm ơn mọi người cũng thông cảm nhiều. Tôi giờ tôi mệt lắm rồi, không? Rồi, bây giờ tôi còn làm nhiều người đó, còn nhiều người đang đợi. Đó, còn nhiều người đang đợi lắm, tôi cũng rất là ấy ha. Đến ai đến trước lập trước, thông cảm cho cô, hẹn gặp lại nha. Cho cô vợ mới mất nên cô rất là buồn ha. Rất là buồn nên bà con cũng thông cảm ha. Ai đến đây cũng rớt nước mắt như tôi. Hẹn gặp lại bà con.
hẹn gặp lại. Tôi rất là buồn. Giờ mới mắc. Buồn lắm. Bà con đồng cảm. Không làm như xưa nữa. Bà con đồng cảm. Bà con đồng cảm nha. Tôi rất là đau buồn lắm. Không phải như ngày xưa nữa. Giờ mới mất. Chắc là đau. Đau lắm. Thì ai đến trước làm trước tôi sẽ không cảm cho tôi. Ai cũng giúp hết, ai giúp bằng tình người, không có tốn một đồng bạc giúp bà con hết. Bà con thông cảm. Giờ con là vô lập tranh, mẹ nuôi hai đứa con. Rất là buồn. Bà con thông cảm nha. Hẹn gặp lại bà con, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại bà con.